Xin kính chào toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Ở buổi chiều ngày hôm nay thì em xin phép làm một cái clip báo giá chi tiết về một mẫu xe hạng C mới về, một chiếc Kia Cerato số tự động bản 1.6, xe sản xuất 2018, đăng ký biển 43 Đà Nẵng, mới chạy có 4 vạn thôi, lốp vẫn nguyên theo xe cả gian. Thì chiếc này em đang chào bán công khai tại cửa hàng với mức giá là 530 triệu, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Anh chị khách hàng nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể alo luôn cho em trực tiếp vào số 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, để mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng về giá tốt nhất. Và đương nhiên rồi, tất cả các xe bên em đều có văn bản cam kết bảo hành 100%, không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, bao trích hãng trích thợ cho anh chị toàn quốc, lỗi hoàn tiền 100%. Anh chị khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại cửa hàng bên em nhé. Rồi thì không dài dòng nữa, em xin giới thiệu chi tiết ngoại thất, nội thất, option theo xe của chiếc Kia Cerato này cho anh chị và khách hàng đang quan tâm theo dõi. Em này thì đăng ký biển 43, đăng kiểm còn đến tận tháng 8 năm sau, tháng 8 2022 mới hết hạn đăng kiểm, còn 1 năm. Ngoại thất sơn zin theo xe còn tầm 70-80% là sơn zin theo xe. Nội thất là ghế da màu kem nguyên bản. Các dòng xe Hàn thì anh chị đều biết rồi, option là miên man. Em chỉ quay qua cái phần là ngoại thất và nội thất thôi. Cụm đèn halogen quen thuộc, kèm theo là giải led ban ngày chạy phía trên. Mặt ca lăng mũi hổ đặc trưng, mặt ca lăng form đời này rất là đẹp, vẫn rất là đẹp. Các tính năng an toàn khá là đầy đủ, như là hệ thống 4 túi khí này, ABS 4 bánh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 4 túi khí, cảm biến trước sau đầy đủ. Em Cerato này sử dụng la răng 17 inch, hợp kim nhôm, lốp vẫn còn nguyên theo xe cả gian, chạy 4 vạn rồi cho nên là chủ đã đảo từ mặt trong ra mặt ngoài để cho xe được cân hơn, không đi không quá là ồn. Ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem, đèn xi nhan tích hợp trên gương, nút mở cửa thông minh, kính kiếc đều được dán phim cách nhiệt hết rồi, anh chị mua về cũng chỉ để đi thôi, không cần phải làm một cái gì nữa. Sơ qua nội thất đây, còn rất là đẹp. Trần nỉ nguyên bản, sạch, và cửa sổ chơi chỉnh điện. Tất cả các móc đây đều rất là đẹp. Ốc ác keo chỉ là bên em đều cam kết bằng văn bản hết rồi, là mình yên tâm, không phải lo về cái vấn đề keo chỉ hay là ốc ác bị ra. Hàng ghế phía sau rộng rãi thoải mái, dòng Cerato thì gần như là rộng nhất trong phân khúc rồi. Có thêm cửa gió điều hòa phía sau giúp làm mát nhanh hơn đi trong mùa hè. Khoang nội thất cực kỳ rộng rãi thoải mái. Các option thì em đọc luôn, như gương kính chỉnh điện này, ghế lái có chỉnh điện như hai vị trí, đèn auto, gạt mưa auto, đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, ga tự động và lấy chuyển số trên vô lăng, đề nổ thông minh, màn hình camera lùi đầy đủ, tích hợp dẫn đường, Việt Map, nghe nhạc Bluetooth FM, đầu đĩa CD DVD đầy đủ, điều hòa tự động hai vùng biệt lập, và có thêm là sạc tự động không dây. Sạc tự động không dây, máy chị nào hỗ trợ sạc không dây thì cứ đặt vào đây, xe sẽ tự động sạc. Gương chiếu hậu chống chói tự động, hộp số tự động 6 cấp kèm 3 chế độ lái là chế độ thường, chế độ comfort và chế độ sport. Cảm biến quanh xe. Đấy, chỉ với mức giá là 530 triệu thôi, anh chị sở hữu ngay một em hạng C số tự động rồi. Dòng Cerato này thì rất là rẻ mà ngon, giá hạt rẻ mà các thứ nó mang lại cho mình rất là tuyệt vời. Đấy, xe vừa mới về luôn, form dáng đẹp, thể thao, trẻ trung. Đằng sau đuôi này là một thanh chrome bắt ngang từ đèn này sang đèn kia. Đấy, 4 mắt cảm biến sau và lipo đôi cực kỳ cân đối. Camera lùi,
khoang cốp cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Hàng ghế thứ hai thì mình có thể gập được xuống để có thể để đồ nhiều hơn. Lốp sơ cua còn dày. Em này thì nhẫn chê thôi, không tí vết luôn. Thì sử dụng động cơ 1.6 tự động cho mức xăng tiêu hao nhà sản xuất đưa ra đây, rơi vào tầm 7,2 lít đường hỗn hợp này, 7,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Đấy, em quay qua khoang máy luôn cho khách hàng có thể xem. Trên dưới nắp capo của em này, đây là khoang máy em này đây. Động cơ 1.6 lít số tự động, cam kết zin 100% từng con ốc, không ngập nước, không thể kích, không bổ máy. Thì em quay qua vài con ốc máy đây thôi, không quay chi tiết được. Zin từng con ốc chân máy và ốc máy nhá. Chủ đi rất là giữ zin. Thôi và em xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Kia Cerato số tự động bản 1.6, sản xuất 2018, xe đăng ký biển 43 Đà Nẵng, chạy 4 van, đăng kiểm còn đến tháng 8 năm sau. Đấy, và giá chào bán công khai chiếc xe này tại cửa hàng bên em là 530 triệu, miễn phí rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Anh chị khách hàng nào đang quan tâm đến em này, muốn mua, muốn trao đổi thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện cây xăng Thanh Bình, để có thể đem xe ra hãng, ra thử mình kiểm tra và nhận một mức giá yêu thương nhất, ưu đãi nhất khi mà anh chị về xem xe trực tiếp. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ.